bán giùm tôi không vậy? Là không có đi săn được. Ôi ôi, nó đầu vừa lên nó cho vài cái chết luôn, vui dễ sợ. Rồi tiếp tục nha anh em. Bây giờ mình sẽ bắn cây thứ ba, 141 bon beast, nhấn mạnh chữ đó. Bên mình kêu là obsidian bed hả, rồi làm dơm nữa. Sao cứ thích làm dơm hoài vậy ta, chết đi mày, chưa kịp đọc xong cái tên súng mà nó làm dơm rồi. Hello, it's me. Ôi thanh niên đừng chạy, đừng có chạy, chết luôn đây. Sorry. Ý chém ngay hán nè. Ê cái. Rồi. What the hell?